Thưa quý vị, sau bão số 3, hiện nhiều tỉnh Tây Bắc đang tích cực khôi phục sản xuất. Chỉ tính riêng 3 tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, diện tích các loại cây ăn quả bị thiệt hại hoàn toàn đã lên tới gần 1.000 ha. Chủ yếu là các diện tích trồng bưởi, chuối, cam và các cây khác bị mất trắng vụ năm nay. Trước những khó khăn, nông dân vẫn nỗ lực tranh thủ khi thời tiết nắng ráo để vệ sinh đồng ruộng, tiến hành các biện pháp kỹ thuật để nhanh chóng phục hồi các vườn cây ăn quả. Một số bà con đang rất cần sự hỗ trợ về kỹ thuật và các loại vật tư phân bón để chăm sóc cho cây trồng nhanh phục hồi. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16. Diện tích trồng bưởi của gia đình chị Thủy đã bị thiệt hại gần như hoàn toàn sau bão số 3. Khi ngập nhiều ngày, cây bưởi bị rụng quả và bộ rễ bị hư hại rất nhiều. Do vậy, việc cắt tỉa lộc non, xử lý kích rễ và kỹ thuật chăm sóc là rất cần thiết lúc này. Bà con nhân dân ở đây bây giờ rất mong các cấp trên sẽ quan tâm đến bà con, giúp đỡ bà con để cho bà con có trước mắt là về kiến thức, sau đó là về thuốc để có thể là phun trên cây và tưới xuống rễ để cho cây phục hồi một cách nhanh nhất. Bởi vì hiện nay là cây nó rất là yếu và đang cần để khắc phục những cái điểm. Còn với gia đình ông Đại, hàng nghìn cây chuối của gia đình ông đã bị hư hại gần như hoàn toàn. Việc khôi phục để trồng các vụ mới đang được gia đình ông nhanh chóng thực hiện. Bởi hiện tượng thối rễ, ngã đổ và cây bị vàng lá diễn ra ở hầu hết vườn chuối do bị ngập nhiều ngày. Đối với cái bão lụt như này thì chúng tôi cũng rất mong muốn là được các cấp, các ngành làm sao hỗ trợ để chúng tôi khôi phục lại được cái để gieo trồng cho những vụ tới, để làm sao thu nhập cho những hộ gia đình đỡ thiệt thòi. Thế còn chúng tôi cũng mong muốn rằng là các cấp, các ngành là hỗ trợ để mà chúng tôi phân bón, giống và phần nào đó để chúng tôi tiến hành trồng trọt lại. Với mục tiêu mau chóng khôi phục sản xuất các loại cây trồng, nhiều cán bộ nông nghiệp và các nhà khoa học đã về tận các vườn cây ăn quả của các tỉnh miền núi phía Bắc để hỗ trợ kỹ thuật và trao vật tư cho bà con nông dân. Việc hướng dẫn trực quan đã giúp bà con nhanh chóng cập nhật kiến thức và kỹ thuật phù hợp để khôi phục các vườn cây một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Thì trên cái thân nó mọc các cái mầm ra thì sẽ tiến hành là chỉ để các cái mầm ở trên đầu cành, còn lại các mầm ở thân thì xoa bỏ để hạn chế cái cạnh tranh dinh dưỡng ở trong cái thân nó đang yếu. Bên cạnh đó thì sẽ tiến hành là sử dụng các cái dòng phân bón kích thích cho cái rễ nó phát triển để giúp cho cây là sinh trưởng phát triển bình thường. Vừa qua, sau khi nắm bắt tình hình thiệt hại tại các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao cho các thứ trưởng phụ trách lĩnh vực họp với các địa phương, các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng để hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật, con giống, vật tư sản xuất, thức ăn, thuốc. Từ đó nhanh chóng khôi phục sản xuất, đảm bảo rút ngắn thời gian để cây trồng có thể cho quả, phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ nông sản ở trong nước và xuất khẩu. Thưa quý vị, để nhanh chóng hỗ trợ bà con nông dân khôi phục sản xuất thì ngoài yêu cầu cấp thiết phải cung ứng vật tư phân bón đầu vào và cây trồng, thì hỗ trợ về mặt kỹ thuật là rất quan trọng. Hiện các nhà khoa học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các viện nghiên cứu và các địa phương đang cùng ngành nông nghiệp, chính quyền và nông dân các địa phương đang nhanh chóng khôi phục sản xuất có hiệu quả sau thiệt hại của cơn bão số 3. Những cây bưởi sau khi bị ngập sâu gần 10 ngày sau lũ lụt hồi tháng 9 vừa qua, hiện đã bắt đầu lên những chồi non mới. Bà con nông dân ở đây cho biết họ đã định chặt bỏ toàn bộ gốc bưởi vì cho rằng cây bưởi không thể cứu được. Nhưng với sự có mặt kịp thời của các nhà khoa học nông nghiệp, sự tư vấn đã đến kịp thời. Đó là thay vì bà con chặt bỏ cả cây thì chỉ cần cắt tỉa cành để đợi chồi non phát triển. Điều này sẽ rút ngắn được thời gian cho ra quả trong một vài năm tới. Thay vì trồng mới, sẽ phải mất từ 5 đến 7 năm, cây bưởi mới cho quả. Đầu tiên ấy là cái vệ sinh cắt tỉa trên tán cây thì cho đến bây giờ là chưa được một tháng, tức là khoảng 3 tuần thôi thì chúng ta đã thấy là nó đã thay đổi một cách rất là triệt để. Thế và bên cạnh cái việc mà vệ sinh ở trên tán cắt tỉa thì bà con cũng đã làm một cách rất là triệt để các cái kỹ thuật vệ sinh ở dưới mặt đất, trong đó thì bao gồm có là xới phá váng, thế rồi xử lý vôi bột nhẹ, thế và vệ sinh tất cả những cái như quả thối, quả rụng. Cái cây bưởi ấy, thì đối với Phú Lâm là những cái khu ngập nặng nhất là khu vực này thì nó khoảng 9 ngày. Thì sau khi ngập được 2-3 ngày là tự quả bưởi rụng hết, tất cả bưởi đều rụng hết. Và những cái vùng ngập sâu như chỗ này là sau khi nước rút ra là lá nó trắng hết, coi như nhìn như cây bưởi đã chết. Thế sau khi được viện lên giúp cho cái mà
xử lý cái để cho ra rễ và ra mầm. Thì đến hôm nay là cái vườn bưởi sau 2 tuần đẹp như này. Theo các nhà khoa học, hiện nhiều diện tích bưởi đang cho quả ở khu vực các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang đều là bưởi có giá trị kinh tế cao, bưởi đặc sản, nên việc hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng cho bà con để tái sản xuất cũng đồng nghĩa là nhanh chóng mang lại nguồn thu nhập cho bà con trong thời gian ngắn nhất. Trước cái sự gây hại của bão, những cái mà vườn mà nó ra chồi mới đấy thì là nên tập trung phun ở dưới gốc, phun dưới gốc nó cho nó tiêu diệt những cái nấm bệnh ở trong gốc và nó kích thích cái rễ. Cái hù vít này như là cái kích thích cái rễ để cho rễ nó phát triển. Và 20 gram này và 50 gram Aliat phun vào một bình. Hiện nay cái thiệt hại do có các cây trồng hàng năm là rất lớn, tuy nhiên là nông dân có thể dễ dàng khắc phục được. Nhưng mà cái thiệt hại do các cái cây ăn quả lâu năm, đây là một cái tác động rất là lâu dài và có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống của nông dân. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã tập trung cùng phối hợp với cái địa phương để xây dựng các cái mô hình điểm hỗ trợ về mặt vật tư cũng như là tập huấn cho nông dân để khắc phục các cái xây dựng các cái mô hình khôi phục lại các cái vườn cây ăn quả. Hiện ngoài các nhà khoa học đầu ngành đang về các địa phương để hỗ trợ kỹ thuật, thì chính quyền và ngành nông nghiệp, cơ quan khuyến nông cũng đang tích cực hỗ trợ bà con nông dân khôi phục sản xuất. Tới nay, nhiều diện tích cây ăn quả và rau màu ở các tỉnh phía Bắc đang phát triển sản xuất bình thường trở lại. Thưa quý vị, là trước tình hình sâu đầu đen gây hại trên một số vườn dừa tại vùng chuyên canh dừa lớn nhất của tỉnh Tiền Giang là huyện Chợ Gạo, ngành nông nghiệp đang khẩn trương phối hợp cùng với chính quyền địa phương triển khai quy trình tạm thời phòng chống sâu đầu đen hại vườn dừa. Từ đầu năm đến nay, một số vườn dừa ở các xã Xuân Đông, Hòa Định, An Thạnh Thủy của huyện Chợ Gạo là vùng chuyên canh dừa lớn nhất tỉnh Tiền Giang nhiễm sâu đầu đen, gây ảnh hưởng thiệt hại đến hơn 245 ha với 620 hộ. Trong đó có 72 ha với 1.400 cây bị đốn bỏ do nhiễm nặng. Để khống chế sâu đầu đen trên vườn dừa, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh huyện, xã về tình hình diễn biến sâu đầu đen và biện pháp phòng chống, tăng cường công tác tập huấn, phát tờ rơi về quy trình phòng chống sâu đầu đen hại dừa. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp vận động người dân phun xịt những vườn dừa bị nhiễm nhẹ, đốn bỏ và tiêu hủy những vườn dừa có sâu đầu đen gây hại nặng và không có khả năng phục hồi. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chợ Gạo còn phối hợp với Viện Cây Ăn Quả Miền Nam triển khai đề tài sản xuất dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ, trong đó có quản lý đối tượng sâu đầu đen hiệu quả. Dừa của tỉnh Tiền Giang hiện nay là hơn 21.600 ha. Từ năm 2015 đến nay, diện tích dừa đã tăng khoảng 5.700 ha, với tốc độ tăng trưởng diện tích trung bình 4,5% một năm. Theo thống kê, khi cây dừa vào giai đoạn cho thu hoạch ổn định, nhà vườn trồng dừa thu lợi nhuận trung bình khoảng 91,2 triệu đồng một hecta một năm. Do đó, việc tập trung khống chế và dập dịch sâu đầu đen trên vườn dừa là rất cần thiết để bảo vệ vườn dừa trong bối cảnh việc thúc đẩy ký kết nghị định thư xuất khẩu dừa chính ngạch sang Trung Quốc sẽ giúp mặt hàng này có cơ hội vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới.